ơi, trông trông dắt thấy con cá luôn rồi. Đó đó. Con nó chết rồi. Nó nhỏ hả? Đã 200 gram. Má ơi. Ôi trời ơi, hai con luôn. Hai con luôn. Mình chào quý cô chú anh chị, chào cả nhà mình đang xem kênh Nhớ Nguyễn Vlog. Nay tiếp tục đi thăm lờ cả nhà. Thắc chứ cũng phải đi thăm. Chứ không thôi bỏ cái luồng lờ hoài, cua này kia, chuột này kia nó cắn nát hết trơn. Anh nhớ anh thăm cái đầu tiên này cả nhà. Mời cả nhà mình cùng theo chân hai vợ chồng em đi thăm lờ nha. Ủng hộ hai chồng em ở nhà, hy vọng nay bội thu nha. Cả nhà xem video thấy hay cho em xin một like, một đăng ký với một chia sẻ đi cả nhà ơi. Để cho em có thêm động lực để làm những cái video tiếp theo nữa nha cả nhà. Có gì không anh? Cái đầu tiên su cà na nữa rồi. Ơi gì vậy? Để còn cá lóc để vô xuồng cho có nhớt. Cá no mỏi hả? Ú quay luôn hả? Hôm qua có cái anh kia, anh lợi anh hỏi mua cá lóc mà hôm qua mình không có đi ở lờ thì không có. Ê, con gì mà nhảy sọt sọt vậy? Ê, có cá lóc nữa nha. Mấy con à? Hai con hả? Hả? Ba con luôn. Vô mánh, vô mánh. Anh ơi, thảy vô đó luôn đi. Đừng để ngoài đó, hồi nó nhảy cái phóc văng xong sập cây tưởng là cá bự à. Em thích cái cảm giác mà anh lại anh dẹt lục bình ra, cái anh dở cái lợn nghe thông 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 là em biết có cá liền. Dính cái dòng rồi, dính rồi. Hôm nay đi thăm thời tiết nắng nè, nay nắng ban đầu nữa rồi. Ê ê ê, ba con luôn hả? Anh nghe sồn sồn. Ê cái ông đó chèn ông nhìn nghe sồn sồn, em tưởng đâu là cá bự rồi chứ. Chèn ơi, cá này nó mới dễ bán nè anh. Biết chừng nào có ký nhưng mà kệ đi, có đỡ không. Thả nó đi anh ơi, thả đi. Ừ, không xanh nó đi. Vô chổng ba con nó cắn lộn nhau á, mình mẩy nó tan nát hết trơn. Nó ngắt cỏ nữa hay rồi, chống lỏng nữa. Đù. Ủa hai con mà sao thấy nó im ru vậy anh? Có nghe nó quậy xộn xộn rồi còn cả nó ú cái ghê không anh? Thấy không? Con cá lóc bự mà nó ú một cái luôn rồi kìa. Ừ. Ê con cá này cái đuôi nó cũng chưa có sừ ha anh? Sừ chưa? À, tôi nghe nhảy lạch bạch trong rồi đó nha.
ớt hay là cái gì? Ơi gì vậy? Con cá này giống đầu vuông ha anh, phải không? Dấu u hả? Coi coi. Coi dấu phẩm ở đâu? Đang ngồi dưới rồi. Đâu? Đang ngồi dưới. Đâu rồi? Đâu rồi? Nó vậy chứ gì? Cá nhỏ hả? Ừ. Cá 200 gram hay 50 gram. Tưởng đâu cá khủng. Hay có dấu phóng để nó có khủng. Ừ, dấu phóng bự bên kia luôn mà sao nó kỳ. Cá này là biết sao không? Cái dấu phóng bự mà nó đang dùng sức để nó thoát ra ngoài mà thoát không được. Rồi. Ủa? Thật trơn rồi, coi coi coi. Ôi, em thấy bung bung cái trơn luôn hả? Ê, ê, đâu? Chết rồi, con cá, con cá chê nó chết ha. Đây, có con cá gì lại chấm gì? Cá chê, một loại cá chê luôn. Không, con này mà sạch cây kìa. Ô kìa, cá chê nhóc trơn luôn mà có con nó chết rồi. Bắt con cá ra đi. Chỗ này cũng đặt lại anh ơi, em thấy ấy hoài luôn. Chạy cá hoài luôn. Bơm nước trong kia ra khô rồi. Chập cây ở trên tưởng nó được có lóc bự chứ. Hay được là có chê. Cũng được đi, cầu có là được rồi. Đây, cái này đặt kiếp cũng có chê bự nè, có chê vàng bự đó anh. Thấy không? Trời, cái lời ra ngoài này luôn hả? Đâu? Nhảy luôn. Ôi, má ơi. Ôi trời, hai con luôn. Hai con luôn. Ơi, con cá này nó quá, nó khờ rồi anh ơi. Khờ vậy không nổi. Nó quá bự mà chắc nó vô mấy ông gài. Con cá này 800-900 gram luôn. Ổn đi ghê trời. Coi nè, ra đây coi anh. Ôi là chàng. Nó còn sống nhưng mà nó hơi khờ cả nhà. Chắc là nó vô lâu anh ha. Ha. Con cá này chắc 800-900 gram luôn. Hugo luôn. Mà nó khờ rồi, dở lên nó hết chảy luôn. Nó khờ rồi. Cái đuôi nó gà nhìn gà nó lên trắng ngắt hết trơn luôn rồi. Con cá nhỏ thì nó còn mạnh phải không anh? Ôi là chàng, ổn con cá thế ghê. Nó còn sống nhưng mà nó khờ rồi đó. Hết nhảy nổi à. Anh bắt lên mà nó còn không nhảy nổi nữa rồi thấy không? Đó. Để đi. Anh tụng nu con cá này. Cá này 400 gram. Hai con luôn, hai cái lời này là 1 ký mấy luôn. Gì? Có không? Khô hả? Khô nước luôn hả? Dằn lên khô gan luôn. Ê kìa, con cá lội trong trong dắt thấy con cá luôn nè. Đó, 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 đó. Cái lời nó khô mà con cá lội trong thấy trong dắt con cá nó còn thấy luôn. Thấy lội con cá trong dắt luôn mà. Cái con cá đó hồi nãy em đoán là tầm khoảng 900 gram đến 1 kg. Mà tiếc cái cá nhà nó còn sống nhưng mà nó hơi khờ khờ. Tại vì con cá nó vô lâu rồi. Cái đuôi nó quánh, nó quậy trong cái lờ kia mà cái đuôi nó lên trắng nhách luôn mà. Có gì à? Cá chê. Cá chê nó leo hay thiệt tình rồi. Nó leo có cóc lên trên cái lờ.
Thấy gì không? Cá lóc. Sao cái kinh này không thấy cá lóc bự bự anh ha? Nước bữa nay nó bị phèn quá trời rồi nè. Nhìn nè, nhìn nè. Nào, nước nó lên vàng hết trơn nè. Đó. Nó bị phèn á cả nhà. Ê, cái gì vậy? Hai con cá con. Bữa nay ngày gì đâu mà dính cá lóc con không? Chưa có cá lóc bự con nào hết trơn. Này hả? Đủ luôn hả? Đủ bốn thứ luôn. Gì vậy? Mắc nữa hả? Hả? Sao mấy này nó hay dữ ta? Mắc hoài luôn á chàng. Mấy ba ơi, mấy ba còn lại mấy ba. Khô luôn hay gì rồi. Con cá chê hả? Rồi đó, để lên căng đi, chồng cột cái miệng nó lại rồi chồng hai cái thao lên. Để có con cá lóc bự nó khờ, để cá bự lên anh. Cá bự lên thử coi. Cá bự mình thấy coi, cá bự nó nhiêu trăm gram. Cá bự vậy nè, nó khờ quá khờ rồi, chắc nó chết quá. Đi ra đi con. Đi ra. Khó để. Găng cá cái nhìn đi. Để đi. Kìa kìa, nó kìa. Vậy con cá 900 gram luôn thấy không anh? Em nói mà. Em nói con cá này 900 gram mà mày nó sừ hết trơn. Rồi để lên căng thấy coi nó thảy được nhiêu ký thành quả. Anh không để cái thao kia dưới rồi rồi. 6 ký mốt trừ hai cái thao 800 gram. Còn lại nhiêu? 800 gram còn là 4 ký 3. 5 ký 3 hả? 5 ký 3 đúng rồi. Thành quả được 5 kg 3 ngày hôm nay của hai vợ chồng phải không ta? 6 kg 1. 5 kg 3. Rồi em xin chào tạm biệt cả nhà nha. Cho em xin một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ cả nhà ơi.